nhiều bạn cứ nói là mình nổ mỗi lần mà làm sự kiện, mình nói là vải mới 100%, các bạn nói làm gì có vải mới, đây có mỗi lần sự kiện như thế này là bên mình sẽ dùng vải mới nè. Đây là một cây vải, nhưng một cây này khoảng là gần 200 mét, bạn có tin năm đó, cứ mỗi lần làm sự kiện là mỗi lần vải mới, và chắc chắn một điều là nhà mình sẽ không bao giờ sử dụng lại vải cũ. Đây là thông tin mình có thể khẳng định với các bạn, bởi vì đơn giản là bên mình lúc nào cũng mang lại cái chất lượng tốt nhất cho khách hàng, cho nên lúc nào cũng vậy, vải mới là 100% đó. Cứ một cái chuỗi sự kiện bên này rất là nhiều sự kiện thì mình sẽ sử dụng là vải mới. Một năm bên mình sử dụng tiền vải thì đảm bảo như khi bạn xây được một cái nhà cấp 4 marketing không đó. Đây là một trong những cái mà mình đã đăng lên rất nhiều lần, nhưng có nhiều bạn không tin, có nói ủa làm gì mà các bạn có thể xài vải mới 100%. Dạ không, khẳng định là mình xài vải mới, mình không xài lại vải cũ. Vải cũ đem đi hút rác, nói mọi người không tin thì thôi, rất là tùy nha. Đây là sự thật 100%. Lúc nào làm tiệc cũng mua một cây vải như thế này, này là gần 200 mét nè, 100 mấy, gần 200 mét đó, có một cây vậy. Có cây thì 80 mét, có cây 100 mét, có cây 200 mét, tùy theo cây. Và hầu hết lúc nào cũng vậy, bên mình sẽ xài vải mới 100% đó. Mình chia sẻ thông tin chính xác với các bạn, không bao giờ nó sẽ sai. Các bạn thông tin đó là tùy nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.